马里卡帕西米卡克里米卡纳摩西埃皮卡拉帕唐西米卡瓦克里皮卡纳伊西凯瓦克里米卡纳摩索佛里西潘奈卡里皮卡佛西尼卡塔罗瓦尼卡帕里西卡米阿拉里西皮卡瓦克里皮卡佛里西皮卡帕奈卡里万斯尼卡帕里卡佛里西皮卡瓦克里潘哈里卡帕里西皮卡帕尼克阿瓦里米卡帕里西塔里卡莫莫索佛里克里皮卡帕里西การท้าปณิบิกรามัสปาริสีไอคาฟอนาอปาริคันโทริกรามัสปาริสีการท้าเด็กข้าวาริสีมันหอวาริสีฟอวาไรสีให้การท้าเลยข้าวพอเราค่ะพอในสีกระปิกระมอนสกายาไว้กระมอนหาสีฟาดอะไรกระหายแต่พอในวิกรามพอนาสีอะไรไปใครวันละกระมีกรรมว่าใครไปกระพอกระสีกระคาในกระมอนมอนสกายไปกระพอนในสีพิธาวันนี้กันท้าวันนี้มีกรรมมาสบายคาถาดีสีฟาดอะไรมีคาตอริกระมอนสวัสดิ์สกามอนเนี่ยที่ยังโกต่อเย่ดิเย่ซักดิจะของเจ้าดึกเงี้ยได้ก็หลับกล้องบ่อยดึกดิra luôn đi còn gì mà để cứu mà ẩn nữa mà nè hồ lý sĩ bà trả lý sĩ khí sĩ khá hồ lý vi khá hồ lý sĩ quan hay sĩ khá hồ lý sĩ quan đi mà nè hồ lý sĩ ra rồi hồ lô khá ra nà màn xa màn hà lý sĩ khá bó lý à bó lý bó lý bó lý bí khá và đợi mà nè hồ lý khá ra màn xa màn hà lý sĩ khá lý à bó lý khá ra màn xa phá lý sĩ khá hồ lý sĩ mi กันหอไอ้ยาโพลีมันหาเรียโคสีปัญหาวัดริกีโคสีโอ้สีริโพลีสีปัญหาเห็นเลยไอ้องโต้บาโต้ดิขอจำหอได้วันนี้อ่ะโบโพลีสีอ่ะมาเรียมันสีดาเรียโพลีมันหาวันนี้คือครามาซาดิครับโพลีโคโพลีสีฟันหาดิสีก้าดิครับมาพอเลยบอนไม่ครับบอสิเทียฮ่าฮ่าช่วงจังตื่นเล่าเลยมาเศร้าเข้าร่าเด็กกู้โดชุ้งสันอ๋อมาก็งั้นนึกวายยัยที่เย่ đã xuống trần rồi đổ xác con cháu thì để cho con cháu được nhẹ nhàng để bước ra để cứu đờiú dân độ thế nha, nghe ta nói hay không? Đừng hành xác nữa, thời kỳ ba chiến chốt rồi đã coi kế cận một bên rồi thì cứ cho con cháu để ra để lập công bồi đức thì mới quần được ngôi xưa, không? Hòa lý sĩ phò lý ấy khí sĩ khó quay sĩ khó hòa lý sĩ mỹ khó hòa lý sĩ phản thả lý sĩ khó 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 lý sĩ phản lý khó sĩ khó hòa lý khí à.วันสี่มีข้าววันนี้มีข้าววันสี่มีหาลีสี่วันนี้กี่สี่ครับวันนี้สี่ขันห้าวันนี้สี่วันสี่มีข้าวลีอ่ะเฮ้ย bây giờ ông đã tới đây rồi có đủ nhân duyên thì ông muốn gì ông nói ta muốn ha làm sao cho cái xác này càng ngày phải là mạnh dạng lên à mạnh dạng lên cứu người àphải chuyển cho cái xác thì để tu tâm sửa tánh tâm phải thanh tịnh phải niệm Phật mới ra cứu đời được ha đúng không ông cái xác này đã tu anh dưỡng tánh gần 20 năm nay cũng cứu cũng nhiều người lắm rồi thì thôi bây giờ ông cho thể xác được nhẹ nhàng và để tu hành theo Phật pháp ha rồi để đủ để lấy được nhận được điển quyền di của cha mẹ và tổ thầy ở trênđể cho xác để cứu dân độ thế ha quái si an đi họ hoặc này biết hai si phật đi si phan thi si khó phật đi si pha lì hay ha lì à phổ đi si mày ăn thổ đi si mi ha quái si khao đi si phan đi si cả ha hoặc này biết qua đi si này biết ha qua đi si khan đi hồ si
Quán xí lì phù xí à phù lì an thi xí phà lì xí mì thà lì xí quà môn xí phà lì xô lì xí phà lì khám phô. Quán xí lì phì khô lì xí phà lì khăn thầm hô lì xí phì à lì khăn thô. Ồ, về luôn đi. Cho thông luôn. Cho thông xác. Về luôn. Trình lễ đi, ra trước trình lễ. Con ở đằng trước kìa, xin mời ông hổ. Đằng trước con là hổ con ở trước á. Ma li kha pa si mi kha kli mi ka na ma si e pi kha pa na si mi kha wa kli pi kha na si kai wa kli mi kha ma so fa li si pa na kha pi kha fo si ni kha ta lo wa ni ga fa li si kha mi a ra li si pi kha wa kli pi kha fo li si pi kha pa na kha wa sa ni kha pa li kha fo li si pi kha wa kli kha na li kha pa si pi kha pa ni ki a wa li mi kha pa li si ta li kha mon mon so fa ra li ki pi kha pa na si การท้าปนิพิกรมสปอริซีไอคาฟอนนาอปอริคันโทริกรมสปอริซีการท้าเลข้าวอริซีมันฮอริซีฟอวอร์ไรซีเฮการท้าเลข้าฟอร์เราซีข้าฟอร์ริชการอ่าใช่เบิกโยวันนี้คาฟอนสามานี่คาฟอนไรซีวัดตริกปูนสิปัตรมอนมันซีมีตาโพริซีซีกระปนิซีริข้าวันนี้พิกรมสปอริซีการท้าการทำอีกระมอนมันสกัยกระมอนที่ข้าพเจ้าบาลีสีนี่กระมอนสมอนสีที่ห้านี่กระมอนสมอนสีเกย์ปัทธริมอนสมอนสีกระมอนกระลิกกระปอนที่กระห้าวักนี่มีกระปอนกระลิมีกระปัทธริชาrồi thì đủ có thấy có đủ nhân viên không ông nói cho vài câu coi để con cháu nó trần trần miền này nó còn mê nó không biết nó còn mê lắm không thì ông nói đi để chắc có con cháu ở trần gian này ta hiểu được quyền di Phật pháp nhiệm màu như thế nào mình tu mới có tu mới có còn thiên nhiên là do kiếp trước mình tạo kiếp này mới có đúng còn ăn thua cái tâm mình có được có hết rồi, nên vậy. Cái xác bị thêm một cái. Vậy là cái ông không có cái hình tướng thì không có xác thì đẩy ra không được đúng không? Thì bây giờ thì hôm nay gặp tôi thì tôi đã giúp cho đẩy những phần trượt đó ra, ông có chấp nhận không? Đẩy những phần trượt mà cái xác đã vết rồi đó, bây giờ đẩy mấy cái trượt xấu ra ngoài rồi ta đã cho giúp cho ha. Quay lưng xe qua đây. Mana ikan lebih kerama sebab ni sih lebih kerama sebab ni kerama paling kerama nak lekar lebih kerama sebab ni sini kah kerik kerik pada kerik lebih kerama sebab ni sih kah sih kerama ni kerik oleh sih kuat kerik apa kerik kerama sebab ni kerik yang wahat wahat kau ni kalau kau sih pada kerik lebih kerama sebab ni sih kerama pada kerik kerama sebab
Còn phần nào trong xác nào? Kiếm định của cha chạm ở đây khai 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 bảo kiếm chạm ở đây khai 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 kiếm định vua chạm ở đây khai 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 bảo đao chạm ở đây khai khai còn phần nào nữa kiếm định của cha chạm ở đây khai khai kiếm định vua chạm ở đây khai khai bảo kiếm chạm ở đây khai bảo đao chạm ở đây khai còn phần nào nữa kiếm định của vua chấm ở đây cái này vô đây bảo đao chấm ở đây cái này kiếm định của cha chấm ở đây bảo kiếm chấm ở đây còn phần nào nữa không túi khang không biến thụ ở cái này mà cái này mà sao phải cái này túi khang không biến thụ ở cái này túi khang không biến thụ ở cái này túi khang không biến thụ ở cái này thụ ở cái này còn phần nào nữa y bác biến thụ ở đây khỏe 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 y bác biến thụ ở đây mà khỏe khỏe ở đây khỏe 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 ở đây khỏe khỏe ở đây còn phần nào trong sạch nữa rồi ra hết rồi nhé rồi nhé rồi rồi ông thấy kia xa thể xác con cháu của ông nó nhẹ chưa ông nói cho tôi nghe thử rồi tại con cháu nó đi làm phước mấy năm nay rồi nó làm biết bao nhiêu nó cũng cứu biết bao nhiêu nhưng tại... mà điều một cái là sơ sót cái lúc mà quăng trượt quăng không hết thì tại vì á khi ông cho cái xác này để cứu người mà về cái xác này không có xả được thì nó phải nhiễm vô xác không dạ, dạ nhưng mà ít phải xả ra về giúp bệnh cho ta thì nó qua mình thì mình phải về xả ra thì cái xác mình mới nhẹ được không thì ông sao ông không chỉ cho để con cháu ông giải ông cho làm mà ông để tóm vô không ông không xả ra không đó chứ xả không đủ lực để xả đúng không à. Không đủ lực để xả ra thì hôm nay đến tôi thì đó tôi mời thì ông muốn gì ông nói thì tôi đã giúp rồi khi tôi xả trong xác ra rồi cho nó nhẹ rồi không thì bây giờ tôi hỏi nè cái thể xác có nhẹ chưa ôi ghê được 50 hết rồi cái 50 gì kiểm lại đi có còn gì ra hết rồi thì đó ông chuyển đi ông chuyển cho ra luôn đi ông mở đường hết rồi tôi mở đường thì đông về ông giải ra tôi cũng cảm ơn giúp đỡ cho cây xác đúng rồi thì thôi đến đây cũng có duyên mình cũng có duyên đúng rồi mình đi chung một thuyền điều ai cũng xuống trần để độ đời đúng để cứu bệnh không thì khi, khi mà tôi đã gặp thì tôi đã biết rồi thì không lẽ tôi phải làm nữa tôi phải giúp cho để xuống trần này để anh em huynh đệ để tìm gặp nhau để nắm tay nhau để dìu nhau để trở về con đường Phật pháp đúng không ông tôi nói gì có sai không đó. Sai bây giờ là mình phải làm
thiện duyên. Đúng. À, giúp đỡ để những người cần mình giúp. Thì sau mình có duyên thì nói bằng như vậy thôi. Ngày nào đó mình có duyên sẽ gặp lại đi cứu nhân độ thế chung. Có nhắm có đi chung không không? Cũng có thể, có duyên mà. Coi giờ không coi có đi chung chùa chiếc thiền không? Cũng có thể. Con của mẹ mà. Con của mẹ đưa xuống đây để cứu nhân độ thế. Có phải không? Còn bố là con của mẹ. Bạn mẹ Quan Thế Âm. Tôi nhìn tôi thấy ông ở bên Campuchia về mà. Không. Bên tôi không phải là người Cam. Tôi cho ông đón lại con cháu tôi là người gì. Tôi thấy hồi trước của ông á, có người ở bên Cam. Ông á, hồi trước không có ngự bên Cam mà. Tôi có duyên với ở Châu Đốc. À, Châu Đốc. Nhưng cái xác của tôi không phải là người Cam. Tôi nói ông hồi đó ông ngự ở bên Cam, ở bên núi Tà Lơn. Tôi ở bên Tà Lơn. Ông nói này khó khó lì xí khó mà này khó khó lì xí khó lì khó lì bực lò mất sang lì xí khó nổ khó lì. Ông cũng đi khắp nơi hết rồi, đúng không? Ông có thể ông đi các nước rồi, ông đi khắp nơi hết rồi, tôi đã thấy ông mà. À, thấy tôi mới nói chứ, ông thấy sao nói. Một cuộc hành trình của ông đi rất rộng lớn, đúng không? Nhận lệnh của cha để xuống trần, và của mẹ để xuống trần, thì phải đi chứ. Phải đi, phải dòm, phải ngó. Ở dưới trần này như thế nào đó, thì ông mới biết được ở trần gian như thế nào. Thời này ha, thấy không? Ông thấy không? Nó còn mê. Nó chưa còn mê lắm. Nó còn khổ lắm. Nó mê chừng nào nó khổ chừng này. Thấy gơ nước mắt. Đó thương mà làm sao cứu được đấy. Đó không? Thương lắm. Có thể nước mắt khóc hoài để thương. Để thương cho chúng sanh mà nó không biết quay trở về. Nó muốn làm chúng sanh chứ nó không muốn làm Phật. Thì bởi chúng sanh nó sẽ khổ hoài mà thôi. Phải không ông? Còn mê lắm. Ông, tôi thấy ông cũng đi nhiều lắm. Ông đi năm châu bốn bể, ông đi nhiều lắm. Thì ngày hôm nay ông mới chuyển xác lại tới đây à. Đó, tôi đã thấy như vậy luôn đó. Thì hôm nay lại tới đây rồi, ông nhìn thấy có đủ nhân duyên không? Thì có đủ nhân duyên thì từ đây sắp tới thì ông chuyển xác như thế nào, thì đã làm việc như thế nào, cứu dân độ thế như thế nào, để cho dân để giác ngộ trở về nội tâm và tu hành theo Phật pháp. Đúng không ông? Thì thôi, thì ông đã có, ông là đến đây rồi có đủ duyên, thì có gì ông nói đôi lời để cho các phần xác chúng sanh và con cháu của trong họ ở dưới trần này để hiểu biết được phần du di và Phật pháp nhị màu. Theo tôi thì không nói gì hết đâu, tôi chỉ nói một câu. Mình làm cái gì do cái tâm của mình nên làm. Sống trên đời chỉ có thành thật. Đừng bao giờ mà không thành thật. Sau này sẽ khổ bản thân mình, chứ không khổ bản thân ai hết. Đó. Tại vì tôi thấy trên đời này, trên thế gian này, nhiều chuyện quá. Nhiều lúc tôi muốn nói, nhưng mà tôi không có cách nào để nói. Ngày hôm nay có dịp đến đây thì tôi hy vọng người nào thật thì phải thật, người nào giả
thì nên đúc rồi. Đúc rồi thì những phần giả nó không cho lại đây đâu. Không, phần chánh không, cái này là bữa chân nay chánh thì cứ lại đây. Hy vọng là như vậy. Phải thật, sống phải thật, tâm phải thật, con người mình cũng thật, chứ không phải con người mình là giả đâu. Tôi biết những lời này chưa ai dám nói đâu. Tôi dám nói, tại vì tánh tôi thật, nói thẳng, không ngại gì hết. Tại vì tôi chưa gạt ai một đồng nào, một tên nào, chưa bao giờ. Tiền, tôi sống thông. Cái tiền ở trần gian này là phương tiện thôi, không có cái gì. Nó giống như tờ giấy trắng vậy. Ai cho, bây giờ làm phương tiện, ai cho nhiêu nhận nhiêu. Không có nhiều người tôi thấy rồi, họ không có dùng tâm thật, tôi thấy nhiều lắm. Nhưng mà thôi, tôi về phần vũ vi, thì tôi chỉ biết kính Phật, kính mẹ, kính bề trên là vui rồi. Đúng rồi. Còn trần gian này nó muốn làm gì nó làm đi. Muốn nói phiên gì được nói thì đi. Mình phiên, phiên không được thì thôi. Không được thôi. Ừ. Thì mình nhờ là lãnh lệnh của cha, của mẹ đây xuống trần để phiên chúng sanh. Đúng vậy. Mà nhưng chúng sanh không nghe thì nó không đi thì quyền của nó. Đúng vậy. Thì đó, thì bề trên không có gầy mình được, đúng không? Ừ. Đó, đã con đã có nói, con có chỉ đường, chỉ lối để cho đi. Tại vì không đi thì phải chịu. Không lẽ là cổng, cổng đâu đâu được đâu, cổng nó quay tuột xuống thôi. Đó, đúng không? Thì thôi, bữa nay mình có cái viên bàn nhiêu đây rồi. Rồi để sức ra cho cái xác khỏe một chút rồi. Ừ. Rồi ra nhẹ nhàng. Rồi mời mỗi ngồi tọa ghế. Nãy giờ tọa đất, bây giờ tọa ghế. Rồi kiểm tra thể xác hay nhẹ chưa? Ừ. Nhẹ hả? Ừ. À, nhẹ rồi. Thì thôi bây giờ đợi tôi tí xíu ha. Dạ. Để giúp bệnh cho các em này cái ha. Dạ. Ừ.